Và kính thưa toàn thể các quý vị, và ngay sau đây thì trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với chương trình văn nghệ chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí lãnh đạo, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị trấn Gia Bình. Rất vinh dự cho thôn Hương Vinh chúng em hôm nay được đón nhận sự quan tâm đặc biệt sâu sắc từ vật chất đến tinh thần của các cấp lãnh đạo. Và lời đầu tiên cho phép các liền anh liền chị quan họ thôn Hương Vinh, các liền anh liền chị quan họ đến từ các làng quan họ xin được gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất và chúc mừng câu lạc bộ thôn Hương Vinh thành công tốt đẹp. Và chúng em cũng không quên gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất của người quan họ. Hôm nay sum họp chúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hài giao tình, người tuy bốn biển nhưng sinh một nhà. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, Bắc Ninh kinh Bắc, nơi hội tụ và sản sinh ra những làn điệu dân ca ngọt ngào đằm thắm tha thiết trữ tình, nơi có những người con trai con gái đẹp nét đẹp người, họ chồng nhau vì nghĩa, mến nhau vì tài, say nhau qua điệu hát câu ca, để rồi ai xa ai gần cũng mang lòng thương nhớ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta rất đỗi tự hào, đó là vào ngày 30 tháng 9 năm 2009, dân ca quan họ Bắc Ninh đã chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Chính những lời ca ngọt ngào ấy đã líu kéo bước chân du khách của bốn phương trở về với miền quê quan họ. Để được đầm thắm, đắm chìm trong những làn điệu dân ca quan họ mượt mà thiết tha. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các quý vị. Và để mở đầu cho mỗi canh hát, các liền anh liền chị không thể quên được tục mời nước mời chầu. Chả mấy khi khách quý đến chơi nhà, đốt than quạt nước pha trà em mời người xơi. Trà này quý lắm người ơi, mỗi người mỗi chén cho chúng em vui lòng. Để mở đầu chương trình văn nghệ lễ ra mắt câu lạc bộ quan họ thôn Hương Vinh hôm nay, xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, mỗi người hãy uống một chén nước, xơi một khẩu trầu ân tình của người quan họ chúng em, cũng như kính truyền lời mời, lời cảm ơn của ban tổ chức. Mời nước, mời trầu. Một lời điệu dân ca quan họ Bắc Ninh lời cổ. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức và đón nghe. Đôi tay lưng chén em mời, trà thơm thơm nức cả mười ngón tay. Tục mời nước thì trầu xanh câu trắng chay hồng, vôi pha với nghĩa, thuốc lòng với duyên.
mình, chầu Loan, chầu Phượng, chầu mình, chầu ta, chầu này tên tối hôm qua, giấu cha giấu mẹ em mang ra mời người. Vừa rồi quý vị đã được uống nước sôi chầu cùng với các liệt anh liệt chị ở thôn Hưng Vinh. Và tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với hai bé Thùy Linh qua một làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh lời cổ Lý Cây Đa cùng tốp múa. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức và đón nghe.
Vậy toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với tiếng hát của chị Hai Tường Vi qua một làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh lời cổ Thân Lươn Bao Quản Lấm Đầu. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Tường Vi qua một làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh lời cổ Thân Lươn Bao Quản Lấm Đầu. Trân trọng kính mời ban tổ chức có lãng hoa tươi thắm và quà để tặng cho các bé. Xin mời các bé. Của cụ kế và câu lạc bộ đã có một món quà tặng cho các con. Chúc các con chăm ngoan học giỏi và cố gắng phát huy cái yêu nghệ thuật, cái dân ca quan họ của mình. Xin được cảm ơn. Chúc cô chào.
thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Gia Bình, các đồng chí lãnh đạo thôn Hương Vinh, các nghệ nhân, chủ nhiệm các câu lạc bộ cùng toàn thể các liền anh, liền chị kính mến. Thực hiện quyết định số 156 ngày 22 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thị trấn Gia Bình về việc thành lập câu lạc bộ thôn Hương Vinh. Được thị trấn Gia Bình, được sự cho phép của lãnh đạo thôn Hương Vinh, hôm nay, ngày 27 tháng 10 năm 2024, câu lạc bộ quan họ thôn Hương Vinh long trọng tổ chức lễ ra mắt câu lạc họ. Câu lạc bộ quan họ về dự lễ ra mắt hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu. Đại biểu tỉnh xin trân trọng giới thiệu nghệ nhân ưu tú Tạ Thị Hình. Trân trọng giới thiệu bà Ngô Thanh Vân, chủ nhiệm câu lạc bộ yêu thích dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Tuyết, phó chủ nhiệm câu lạc bộ yêu thích dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Minh, phó chủ nhiệm câu lạc bộ yêu thích dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh. Các vị đại biểu, đại diện cho Đảng ủy Hội đồng Nhân dân thị trấn Gia Bình xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch thị trấn Gia Bình. Đại biểu thôn, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Mích, Bí thư chi bộ thôn Hương Vinh, ông Lê Trọng Toàn, trưởng thôn Hương Vinh, cùng các đồng chí ban ngành đoàn thể của thôn. Đề nghị quý vị nhiệt liệt chào mừng. Và về dự với buổi lễ hôm nay còn có các liền anh, liền chị đến từ các câu lạc bộ quan họ trong tỉnh cũng về dự. Đề nghị quý vị nhiệt liệt chúc mừng. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Lan, chủ nhiệm câu lạc bộ quan họ thôn Hương Vinh lên khai mạc buổi lễ. Trân trọng kính mời bà. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể, các bạn yêu mến quan họ, hôm nay chúng ta cùng nhau tụ họp trong không khí rộn ràng, phấn khởi để chào mừng lễ ra mắt câu lạc bộ quan họ thôn Hương Vinh. Đây là một sự kiện đầy ý nghĩa, không chỉ đánh dấu sự khởi đầu cho một tổ chức mới mà còn thể hiện tình yêu và sự trân trọng đối với di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Quan họ với âm sắc ngọt ngào và phong cách trình diễn độc đáo không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là cầu nối văn hóa giúp chúng ta gắn kết với nhau, gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc qua những làn điệu quan họ. Chúng ta cùng nhau ôn lại lịch sử, nâng niu những kỷ niệm và xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng. Trong buổi lễ hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp nghệ nhân, các ông bà ban chủ nhiệm câu lạc bộ yêu thích dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh, các đồng chí đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn cùng các đồng chí lãnh đạo các ban ngành trong thôn. Sự hiện diện của quý vị không chỉ làm phong phú thêm cho một buổi lễ mà còn thể hiện sự quan tâm đến việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa quý báu này. Xin kính mời các vị đại biểu và toàn thể các bạn hãy cùng nhau thưởng thức những tiết mục biểu diễn đặc sắc do các thành viên của câu lạc bộ trình bày. Hy vọng rằng có qua những làn điệu này, tình yêu quan họ sẽ lan tỏa và thu hút thêm nhiều người tham gia góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa của chúng ta. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Chúc cho câu lạc bộ quan họ thôn Hương Vinh sẽ ngày càng phát triển và trở thành một mái ấm, nhà chung cho những tâm hồn yêu thích quan họ. Xin cảm ơn.
chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Huy, đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn Gia Bình, lên đọc và trao quyết định. Xin trân trọng kính mời ông. Ủy ban Nhân dân thị trấn Gia Bình, tôi xin thông qua quyết định Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân thị trấn Gia Bình số 156 quyết định Ủy ban Nhân dân thị trấn Gia Bình ngày 22 tháng 10 năm 2024. Ủy ban Nhân dân thị trấn Gia Bình căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ quyết định Nghị định số 45 năm 2010, Nghị định của Chính phủ về quy định tổ chức hoạt động và quản lý lễ hội, căn cứ đơn xin thành lập câu lạc bộ quan họ thôn Hưng Vinh, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, xét đề nghị của cán bộ văn hóa văn phòng Ủy ban Nhân dân thị trấn Gia Bình, quyết định điều 1 nay quyết định thành lập câu lạc bộ quan họ thôn Hưng Vinh, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh gồm các ông bà, ban chủ nhiệm lâm thời và các thành viên có danh sách kèm theo. Điều 2, câu lạc bộ quan họ thôn Hưng Vinh, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm tổ chức sinh hoạt, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo nội quy, quy chế của câu lạc bộ được Ủy ban Nhân dân thị trấn Gia Bình công nhận. Điều 3, ban chủ nhiệm câu lạc bộ quan họ thôn Hưng Vinh, thị trấn Gia Bình chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thị trấn Gia Bình về mọi hoạt động câu lạc bộ, đồng thời tiếp tục vận động phát triển hội viên, duy trì hoạt động câu lạc bộ theo nội quy, quy chế hoạt động của câu lạc bộ. Điều 4, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên câu lạc bộ quan họ thôn Hưng Vinh, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ủy ban Nhân dân thị trấn Gia Bình, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Huy đã ký. Danh sách của ban chủ nhiệm câu lạc bộ năm thật là bà Nguyễn Thị Lan, chủ nhiệm câu lạc bộ 2, và Nguyễn Thị Hạnh, phó chủ nhiệm câu lạc bộ, với các ủy viên Nguyễn Thị Siêm, ủy viên Nguyễn Quang Khôi, ủy viên. Ngoài ra là các ông bà có danh sách là thành viên câu lạc bộ. Để báo cáo cái này là do thời gian cho nên là xin phép không được thông qua. Thế sau đây xin mời đại diện câu lạc bộ sẽ lên nhận quyết định của Ủy ban Nhân dân thị trấn Gia Bình. Xin trân trọng kính mời. Vâng, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Gia Bình. Chúc đồng chí và gia đình luôn ấm mạnh, khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực ạ. Và để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Ánh Tuyết là Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ yêu thích dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh lên thông qua quyết định kết nạp hội viên. Trân trọng kính mời bà. Tôi xin đọc quyết định kết nạp các hội viên của câu lạc bộ thôn Hương Vinh, thị trấn Gia Bình. Câu lạc bộ Hương Vinh thị trấn Gia Bình vào sân chơi yêu thích dân ca bảo tồn và lan tỏa của tỉnh Bắc Ninh để gìn giữ miền quan họ. UNESCO đã công nhận đi vào văn hóa vị di sản văn hóa vi vật thể của nhân loại. Bởi vậy, trong những người con của Bắc Ninh chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn. Và bên cạnh chúng tôi thành lập câu lạc bộ yêu thích dân ca bảo tồn và lan tỏa của làng quan họ thực hành để bảo tồn và lan tỏa. Hôm nay rất vinh dự cho chúng tôi được hơn 30 hội viên của Hương Vinh vào câu lạc bộ của chúng tôi. Mong các hội viên chấp hành mọi nội quy của câu lạc bộ đề ra hoạt động có danh sách kèm theo. Chúng tôi rất tự hào điều đó. Xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi trân trọng giới thiệu bà Ngô Thanh Vân là chủ nhiệm câu lạc bộ mang quyết định và bà Nguyễn Thị Lan là chủ nhiệm câu lạc bộ Hương Vinh nên nhận quyết định. Đ
Đây, sau đây bà Ngô Thanh Vân là chủ nhiệm câu lạc bộ để giao cho chị bà Nguyễn Thị Lan là chủ nhiệm câu lạc bộ. Xin một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, thay mặt ban chủ nhiệm câu lạc bộ Hương Vinh rất xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức cũng như ban chủ nhiệm và các ban lãnh đạo của buổi lễ ra mắt hôm nay đã có mặt và động viên chúng tôi rất là kịp thời. Chúng tôi sẽ đồng hành với các lãnh đạo để cùng với câu lạc bộ Hương Vinh để tiến mạnh, tiến xa và lan tỏa. Có thể gọi là cây non mới trổ vụ đầu, quả còn nhỏ nhỏ, sắc màu chưa xanh, mới lên thì cành chừa giao cành, cây tơ bẹ yếu chưa sành nhà hương, những mong đón gió bốn phương cho cây mau lớn trường tồn màu xanh. Cùng toàn thể các thành viên của câu lạc bộ quan họ Hương Vinh cùng lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta nhanh chân lên ạ. Đó và kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu khách quý về với buổi lễ ra mắt hôm nay thắm để chúc mừng. Xin trân trọng kính mời các đồng chí đại diện lãnh đạo của Đảng ủy Ủy ban lên. Đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn. Bó hoa tươi thắm đến từ nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân Tạ Thị Hình cũng có bó hoa tươi thắm để tặng cho câu lạc bộ. Xin mời ban chủ nhiệm ra nhận hoa. Cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn lãng hoa tú Tạ Thị Hình. Xin chúc cho cô trong làng quan họ. Giới thiệu lãng hoa của gia đình ông Vĩnh Kỳ cũng có lãng hoa tươi thắm để chúc mừng cho câu lạc bộ trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa trân trọng giới thiệu và kính mời lãng hoa của ban chủ nhiệm câu lạc bộ những người yêu thích dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh có lãng hoa tươi thắm lên chúc mừng buổi ra mắt hôm nay. Xin trân trọng kính mời họ huyện Quế Võ có lãng hoa tươi thắm để chúc mừng buổi ra mắt hôm nay. Quý vị hãy nổ một tràng. Giới thiệu ban chủ nhiệm sân chơi quan họ tỉnh Bắc Ninh có lãng hoa tươi thắm để chúc mừng cho buổi ra mắt hôm nay. Trân trọng kính mời. Vâng, quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn. Hay có rất nhiều những lãng hoa của các đơn vị khu phố Giang Liễu, Linh Xá, Bồ Sơn, Lãng Làm, Lam Lộc, Đông Dương, Hạt Linh, câu lạc bộ Lội Phú, câu lạc bộ Đông Bình cùng các đại diện cho ông Nguyễn Duy Mùi là bạn của bà Ngô Thanh Vân, gia đình ông Nguyễn Xuân Hiên, gia đình ông Nguyễn Xuân Chính cùng các đơn vị trong thôn có những lãng hoa và quà chúc mừng đại hội. Xin lớn ạ. Dạ vâng, vì thời gian có hạn cho nên là chương trình tặng hoa các đơn vị mà chưa được tặng hoa thì gặp ban tổ chức ạ. Một lần nữa rất là nhiều ạ. Khách quý, mặc dù công việc rất là bận rộn nhưng lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân ra mắt câu lạc bộ quan họ thôn Hương Vinh trong buổi sáng ngày hôm nay. Câu lạc bộ quan họ thôn Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cũng có lãng hoa tươi thắm để chúc mừng. Quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đi ạ. Từ xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh ạ. Để trở về với lễ ra mắt câu lạc bộ quan họ thôn Hương Ninh trong buổi sáng ngày hôm nay, bà Lim là mẹ của sếp Huy, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn cũng có lãng hoa tươi thắm để chúc mừng. Xin mời đại diện ban chủ nhiệm lên tặng hoa. Có lời chào thân hạ. Cuộc họp hôm nay là giao lưu là thành công tốt đẹp. Cảm ơn
đã về dự, đã dành sự quan tâm ưu ái đặc biệt tới phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương, đặc biệt giữ gìn nét đẹp văn hóa quan họ của quê hương, về dự và chỉ đạo ra mắt hội nghị xin trân trọng được giới thiệu. Ông Hương Vinh lên phát biểu ý kiến, xin trân trọng kính mời ông. Lãnh đạo, thay mặt cho Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Gia Bình, kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, các ông bà trong câu lạc bộ yêu dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh, kính thưa toàn thể buổi lễ, xuất phát từ nhiệt huyết yêu thích hát dân ca quan họ và được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân thị trấn Gia Bình cho phép thành lập câu lạc bộ quan họ thôn Hương Vinh. Đây là một tổ chức tập hợp những người yêu thích dân ca quan họ, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện và bình đẳng với mục đích giữ gìn nét đẹp truyền thống của quê hương. Tại buổi lễ ra mắt ngày hôm nay, thay mặt cho ban lãnh đạo địa phương, tôi xin được phát biểu một số nội dung như sau. Thứ nhất, tôi đã yêu cầu câu lạc bộ sau khi đã được thành lập, tức là sau ngay buổi ra mắt, công bố lễ ra mắt ngày hôm nay, thì yêu cầu câu lạc bộ là hoạt động đúng với những gì mà trong nội quy, quy chế của câu lạc bộ đã đề ra mà được Ủy ban Nhân dân thị trấn Gia Bình công nhận và quyết định. Cái thứ hai, đó là tất cả mọi thành viên trong câu lạc bộ quan họ thôn Hương Vinh hoạt động trên tinh thần là đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoạt động của câu lạc bộ cũng như phong trào của địa phương. Và đối với mọi hoạt động của câu lạc bộ quan họ thôn Hương Vinh thì đều dưới sự chỉ đạo lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền, sự phối hợp với của các tổ chức câu lạc bộ ở trong thôn. Cái thứ ba, đó là tất cả thành viên câu lạc bộ phải đoàn kết dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và chịu mọi trách nhiệm về hoạt động của mình trước cấp ủy Đảng và chính quyền thôn. Và cũng đến với buổi lễ ngày hôm nay thì tôi tin tưởng rằng là các thành viên trong câu lạc bộ đều mong muốn giống như tôi, đó là đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Và cái mục đích của lễ ra mắt ngày hôm nay thì cũng không để các ông bà hội viên trong câu lạc bộ và cũng như các quý vị quan khách có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay là mong muốn được trình diễn những tiết mục quan họ và những điệu làn múa dân ca quan họ. Và cơ bản là tôi nghĩ rằng là các đại biểu có mặt ngày hôm nay cũng đã rất nóng lòng được chiêm ngưỡng và được thể hiện. Thì cũng thay mặt cho ban lãnh đạo địa phương thì cũng không biết nói gì hơn, một lần nữa xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo thị trấn, các đồng chí lãnh đạo địa phương, các đồng chí thay mặt cho câu lạc bộ yêu dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh và các ông bà là hội viên câu lạc bộ, các quý vị đại biểu ở đây có mặt, một lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Ông Lê Trọng Toàn, trưởng thôn Hương Vinh đã có đôi lời phát biểu cũng như là căn dặn sự phát huy phát triển của dân ca quan họ đối với câu lạc bộ quan họ Hương Vinh. Và để tiếp tục chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ nhân dân Tạ Thị Hình lên có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời bà. Các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể các anh, các chị, các bác, hôm nay là được về đây dự buổi lễ ra mắt của câu lạc bộ thôn Hương Vinh mình. Em cũng là một đại diện của câu lạc bộ nói chung cả của tỉnh mình. Em cũng phấn đấu lên cái chữ này là rất là say sưa với quan họ. Cho nên hôm nay em về đây, em xin gửi một lời chào của người quan họ. Hôm nay sum họp chúc mai, tình trong một khắc, nghĩa dài trăm năm nữa. Kính thưa các quý vị, dân ca quan họ Bắc Ninh là một loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian đặc sắc nhất của cộng đồng nhân dân Bắc Ninh, sáng tạo ra trong tiến trình lịch sử dân tộc, không những phong phú bậc nhất về giai điệu, ca từ trau chuốt, trong sáng, giàu chữ tình mà còn
kèm theo về phong tục, tập quán, lễ nghi và tuần phong mỹ tục của nhân dân ta đấy ạ. Để phản ánh những nét tinh hoa văn hóa của quê hương Bắc Ninh, Kinh Bắc và của dân tộc Việt Nam với những giá trị và ý nghĩa to lớn trên năm 2009, dân ca quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO ghi nhận vào danh sách di sản phi vật thể của đại diện cho nhân loại. Để cam kết với UNESCO vinh danh di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có những chủ trương đường lối để cơ chế chính sách biện pháp lãnh đạo các cấp cộng đồng nhân dân các địa phương về hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được thực hiện trong 15 năm đã có những thành tích đáng kể nổi bật nhất. Báo cáo với các cụ là 15 năm thì tới đây là 15 năm mình được nhận cái bằng này, mà toàn tỉnh ta, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Hội đồng Nhân dân đã có những cái quyết định để chúng ta cam kết với cái bằng thì tới đây sẽ kỷ niệm 15 năm. Tới hôm nay thì cam kết đấy là bảo tồn và lan tỏa, thì chúng em là những cái nơi quê hương gốc là giữ gìn bảo tồn phong tục tập quán lễ nghi của quan họ, không những là hát đối mà hát thờ, hát chúc, hát tế đều có quan họ. Hôm nay về đây chúng em rất vinh dự là các bác cũng đã hiểu được cái nét văn hóa của mình mà đã đứng lên thành lập một cái câu lạc bộ mà lại mời chúng em về, mà sự lan tỏa là chúng em rất phấn khởi và mong các bác làm sao mà cố gắng hơn nữa để giữ gìn cái di sản cùng với quê hương quan họ tỉnh Bắc Ninh mình. Sau buổi lễ này chúng em mong được các bác hết sức giữ gìn cái nét văn hóa của mình và đoàn kết hơn nữa để xây dựng cái phong trào văn hóa của mình mỗi ngày một tốt đẹp. Xin gửi lời chào. Cảm ơn. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ nhân dân Tạ Thị Hình. Chúc cho cụ luôn luôn mạnh khỏe và mãi mãi là cây cao bóng cả trong làng quan họ, để đi lan tỏa giá trị trường tồn đích thực của dân ca quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, và trở về với miền dân ca quan họ xứ Kinh Bắc, nơi có những liền anh liền chị đẹp nét đẹp người, họ trọng nhau vì nghĩa, mến nhau vì tài và say nhau qua điệu hát câu ca, để rồi ai xa ai gần cũng mang lòng thương nhớ. Và để tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với Tiếc Yêu Một Bắc Ninh, một sáng tác của cố nhạc sĩ Đức Miên, qua sự thể hiện của tốp múa đến từ câu lạc bộ quan họ Răng Liễu Một. Quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ạ. Oh,
Chúng ta cùng đến với một sáng tác Tình Người Quan Họ, tốp nữ đến từ phường Bồ Sơn, thành phố Bắc Ninh trình bày. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức và đón nghe.
Liên tục chương trình, trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với câu hát Sầu về một tiết tháng tư, con mắt lư đừ cơm chẳng buồn ăn. Sầu về một tiết tháng năm, chưa đặt mình nằm gà gáy sang canh. Và ngay sau đây trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với câu hát quan họ lời cổ Buồn bấc buồn giàu. Chị hai, chị ba, tịch kỳ tư quan họ xin trân trọng gửi tới toàn thể các quý vị. Yeah.
dân ca quan họ xứ Kinh Bắc, quê hương yêu dấu của chúng ta, với những làn điệu dân ca ngọt ngào đầm thắm tha thiết trữ tình, với những cảnh hát đối đáp của người quan họ. Khi các liền anh ca lên rằng: đêm qua ngồi tựa mạn thuyền, trăng nhìn mặt nước càng nhìn càng xinh, nhắc trong sân thủy hữu tình, thơ ngâm người lái rượu bình giải trí trong khoang, thì các liền chị lại ca lên và đối đáp lại rằng: đêm qua ngồi tựa sông đào, hỏi người chi kỷ ra vào có thấy vấn vương, năm canh gió lạnh đông trường, nửa chăn, nửa chiếu, nửa giường để đói đợi ai. Và ngay sau đây, chất trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với câu hát quan họ lời cổ Ngồi tựa sông đào. Câu lạc bộ Ninh Xá trân trọng gửi tới toàn thể các quý vị.
Trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng đến với anh hai chị hai của thôn Lãm Làng với một làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh. Lẻ loi chim nhạn sầu oanh, để ai thơ thẩn năm canh đợi chờ. Thương em biết đến bao giờ, bao giờ gặp mặt, bao giờ sánh đôi. Và ngay sau đây trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với câu hát Tương Phụng Tương Ngộ. Yeah.
vừa rồi quý vị đã đến với câu hát. Bài ca nhung nhớ mân mang.
hội nghị cho một tràng pháo tay ạ. Khúc sông đổ dồn về một bến, em chẳng yêu chàng, em đến chi đây? Đợi với đây không dây mà buộc, em với chàng không chuốc mà đã say. Để tiếp nối chương trình về dự với câu lạc bộ thôn Hương Vinh hôm nay, các bạn trong câu lạc bộ Đồng Liên 1968 của huyện Gia Bình cũng về dự và có lãng hoa chúc mừng. Đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng ạ. Vâng, và tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với câu hát Liệt Sai, một làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh lời cổ do tốp nữ đến từ câu lạc bộ quan họ Bò Sơn thể hiện. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức và đón nghe. Người ơi, mẹ em ơi, đi à, người ta
Và tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với tốp múa với câu hát quan họ lời cổ Lý Cây Đa do câu lạc bộ quan họ Đông Dương thể hiện. Chúng ta cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Nương. Ai có về Kinh Bắc quê em mà nghe quan họ mà xem làng nghề. Kinh Bắc có lịch có nề, có sông tắm mát, có nghề cười canh. Đàn em chăm chỉ học hành, có nghề tô vẽ tờ tranh đồng hồ. Và để liên tục chương trình, trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với tiếng hát của chị hai câu lạc bộ Hạt Ninh qua một làn điệu có tựa đề Về Kinh Bắc, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Nương. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức và đón nghe.
có về kinh Bắc quê em, mà nghe quan họ mà xem làng nghề. Kinh Bắc có lịch có nề, có sóng tắm mát, có nghề cười cay. Đến từ câu lạc bộ Đông Bình với một làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, lời cổ lòng vẫn đợi chờ. Và quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón chị hai đến từ Đông Bình đi ạ. Thank you.
tường gió trong mây. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn dòng trình. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với một sáng tác Cỏ Là do câu lạc bộ Quan Họ Cầu Giữa. Xin trân trọng gửi tới toàn thể các quý vị. Con vò là hò
vâng, một tràng vỗ tay thật lớn nữa thưa quý vị. Vâng, ban chủ nhiệm có một lãng hoa tươi thắm để chúc mừng cho câu lạc bộ. Xin mời đại diện chủ nhiệm câu lạc bộ Cầu Giữa có lãng hoa tươi thắm để chúc mừng tiết mục vừa rồi đi ạ. Vâng. Vâng, chị Hạnh đại diện cho câu lạc bộ nhận lãng hoa tươi thắm đến từ câu lạc bộ Cầu Giữa. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn lãng hoa tươi thắm đến từ các anh các chị câu lạc bộ Cầu Giữa, huyện Yên Phong. Quý vị nộp một tràng pháo tay thật lớn để thay cho lời cảm ơn và chúc mừng ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn câu lạc bộ rất là nhiều ạ. Quý vị, chúng ta cùng đến với câu hát Chầu Cau Quan Họ do top nam nữ đến từ câu lạc bộ Nội Phú trình bày. Quý vị nộp một tràng pháo tay thật lớn để chào đón. Ngày hội năm xưa em tiến anh tới một con đò, em gửi những chầu buồn nhớ để mùa sau anh nhung nhớ lại xa, cho em thêm bao tình yêu thắm đỏ thắm qua những mùa
Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn. Và để liên tục chương trình, trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với câu hát Chênh chênh nguyệt gác mái đình, chén son chưa cạn sao tình đã say. Lần rằng lần khuất bóng mây, mong sao thấy mặt dạ này mới yên. Và ngay sau đây trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với tiếng hát của anh hai anh ba quan họ đến từ câu lạc bộ quan họ xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, với một làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, Nguyệt Gác Mái Đình. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức và đón nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý vị chúng ta cùng đến với một sáng tác Cô Gái Sẩm Nưa. Và sau Cô Gái Sẩm Nưa thì theo yêu cầu của một số quý vị khán giả thì MC Tài Năng cũng xin trân trọng gửi tới toàn thể các quý vị một ca khúc. À, quý vị có đồng ý không ạ? Một ca khúc thật là tuyệt vời. Xin quý vị chúng ta cùng lộ
một tràng pháo tay cho ca sĩ Duy Mùi và hai ca sĩ Phù Họa. Vâng, về dự với hội nghị hôm nay cũng xin được trân trọng giới thiệu đó là một bó hoa của ông Đoài công tác ngoài Hà Nội cũng về có bó hoa chúc mừng hội nghị. Có tựa đề Hội Liêm thì ở giữa đồi liêm, người nay cứ thích đi tìm người xưa, có gì đâu mấy hạt mưa, áo anh ướt hết sao chưa gặp người. Trân trọng gửi tới toàn thể các quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trung, bài hát Tìm Em Trong Chiều Hội Liêm. Và anh Thành cùng với chị Hai Quân Họ xin trân trọng gửi tới toàn thể quý vị. Khi đu trao lệnh trôi,
một câu hát quan họ lời cổ. Ngồi rồi ra ngó vào trông, bạn không thấy bạn, tình không thấy tình. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với câu hát quan họ lời cổ. Ra ngó vào trông. Tình không, tình là
Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ngay khán giả ở dưới cho tôi xin chàng tháo tay trước đã. Mẹ là bếp nửa đêm đông, mẹ là người không công suốt đời. Khi gần gũi lúc xa xôi, già đua như chiếc na rơi cuối vườn. Là thời tiết luôn đổi thay, khi vui như nắng, khi buồn như mưa. Là hoa lở khắp bốn mùa, là quả me.
mục múa về Quế Võ do câu lạc bộ Mau Dọc thể hiện. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức và đón nghe. Nhiều ạ. Dạ vâng, tiếp theo thì trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với câu hát quan họ lời cổ Hoa Thơm Bướm Lượn. Chị Hai đến từ câu lạc bộ Hạp Lĩnh, xin trân trọng kính tới toàn thể các quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
câu lạc bộ. Quan họ thôn Hương Vinh trân trọng gửi tới toàn thể các quý vị một sáng tác có tựa đề Nghe câu quan họ trên cao nguyên. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức và đón nghe. Đoàn thể thôn Hưng Vinh xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các ban lãnh đạo ở câu lạc bộ bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể câu lạc bộ quan họ tỉnh Bắc Ninh. Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các câu lạc bộ của toàn tỉnh đã về dự với thôn Hưng Vinh ngày hôm nay.